À, rồi chào em. À, sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan kho siêu quận 9 thì em thấy phòng kia mình đẹp không? Đẳng cấp không? Em thấy phòng thì cũng rộng nhưng mà bị một cái em thấy hơi bất tiện là tự nhiên cứ phải đi vòng á. Vòng vòng là sao em? Ý là em đang muốn tập, thí dụ như em muốn tập ngực thì em tập cái máy này cái em lên tầng khác em phải leo một thang lên tầng khác, em lên một thang lên tầng khác em thấy nó hơi bất tiện. Nên do em không thuê PT. PT chắc chắn nó sẽ set cho một cái lịch phù hợp chứ ai mà đi kiểu đó. Đó, nên cái đây là dịch vụ membership, đúng không? Qua dịch vụ này em còn tiền cái nữa, anh đẩy em qua dịch vụ PT phát một là giải quyết được vấn đề của em. Rồi đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là em thấy ở đây nó cái phần nhà vệ sinh đó. Sao? Nó có một cái là thí dụ như em đang tầm lầu 4 mà em muốn đi em phải đi xuống 2 lầu. Không có chuyện đó, chuyện bình thường em tập gym thì nó phải vậy thôi. Chứ giờ tập gym phòng vệ sinh không lẽ nó bố trí tùm lum tùm la chỗ còn vậy nó vỡ quy hoạch cái hạ tầng người ta. Cái chuyện đó là chuyện bình thường mà hỗn hồn đó. Em nói đi phải nói lại. Không có cái phòng vệ sinh nào nó biết như đây thân tội thế đó. Đó, nó tập trung vào một khu. Đó, đây mình giải quyết những vấn đề nào đó nó riêng tư, nó thoải mái trong cùng một khu đó thì nó sẽ gì lịch sự hơn, nó sẽ happy và thoải mái hơn, không hưởng tới chỗ khác. Chứ em đi chỗ khác tự nhiên mới mở cửa ra xong rồi có phòng vệ sinh đằng kia tập ngoài địa hàng vô. Xin lỗi em chứ trời ơi. Đời ai biết được đúng không? Đâu biết chưa tính thứ 3, thứ 4, thứ 5, 6, 7, 8 gì đó thì vứt chết. Nhưng mà thôi giờ vấn đề đó thì ở cái phòng gym này thì nó có những cái gói dịch vụ membership khác nhau. Thì em đã bỏ thời gian tới đây rồi chắc cũng phải tới chơi đúng không? Đó, nhìn em thì đâu giống tới chơi đâu. Và anh đây cũng rất vui được giới thiệu với em, báo về một cái mức giá cực kỳ khủng khiếp và sốc hàng. Ở phòng tập gym này em chỉ cần tốn 13.000 thôi. Em sẽ tập được ngày. Anh thấy sao? Mỗi ngày em đưa anh 13.000. 13.000 một ngày. Anh cho em thấy mức giá 13.000 một ngày. Chứ không có thằng nào trên đời nó rảnh để một ngày nó đưa 13.000. Và cũng không có ai nó rảnh để nhận 13.000. Đúng không em? Đó. Ý là bây giờ cái mức giá 13.000 một ngày này là em phải đóng một cục bao nhiêu? Đó. Anh thích tư vấn những người đã biết như em. Em hỏi câu này đã biết rồi. Đúng không? Em hỏi câu này anh đỡ tốn cái quy trình. Anh ngồi giải thích một lần. Ok. 13.000 13k nhân 365 nhân 3 một gói dịch vụ 3 năm để thay đổi vóc dáng người em. À, em phải đóng một cục 3 năm thì em mới có cái giá 13.000 một ngày. Tất nhiên em có thể đóng một cục 3 năm hoặc là em có thể đóng một cục nhỏ hơn bằng một phương pháp khác. Wow. Tại nếu một cục 3 năm 13 nhân 365 nhân cho 3 thì một số tiền cũng hơi lớn, em cũng nhân viên văn phòng thu nhập cũng có cao, nếu mà một cục tiền lớn vậy thì em đâu có khả năng đóng được. Hiểu. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là cái sự cam kết bản thân mình, cái dịch vụ mình đi tới gym. Đó thì mình phải cam kết rằng mình đi tới gym là mình đi thời gian vậy. Còn cách xử lý tài chính sao thì đó là bài toán nghệ thuật. Bây giờ đưa cho em bài toán nghệ thuật. Bây giờ khả năng tài chính của em một tháng là bao nhiêu? Thì bây giờ một tháng thì em thu nhập cũng khoảng được ngoài 10 triệu tí. Ờ. Nhưng mà chi tiêu gia đình thì cũng nhiều. À. Nếu mà số tiền mà để dư giả để lo cho bản thân, để lo cho để đến với gym thì cũng không có cao lắm. Không có cao thì mình phải làm cho nó cao. Tại vì sao? Tại vì em đã nói em thu nhập bây giờ là 10 triệu ngoài, mình cũng phải lo cho gia đình nữa. Tức là đằng xa một gánh nặng. Cái tại sao em để thu nhập của em có 10 triệu ngoài? Đó, một cái vóc dáng em vậy là nhìn xương ống, xương tay, xương chân này thôi khỏi bàn rồi. Đúng không? Cái này chỉ có gym mới cứu em thôi. Mà khi em có được một cái ngoại hình đẹp rồi thì cái thu nhập em phải gấp 2, gấp 3. Thì cái đó mới là lý do em đến với gym. Chứ mà em đến với gym mà mình không thu lại được cái lợi gì? Cái lợi về ngoại hình nó còn cái lợi về tiền bạc bên sau lưng đó nữa. Đó. Thì bây giờ một tháng bây giờ em phải chi tiêu, anh nói thật á, phải chi tiêu gym bèo nhất cũng phải là 2-3 triệu, bèo nhất cho sức khỏe thôi, mà cho gym, cho những vấn đề sức khỏe phải 2-3 triệu thì mình mới nói chuyện tiếp được. Chứ còn bây giờ em quá thấp thì có vẻ là em chọn gym á là một hướng đi nó ngợp cho em, nhưng mà em không chọn gym cuộc đời nó cũng bế tắc luôn đó. Em suy nghĩ đi, bây giờ một tháng em nhắm em tiết kiệm hay làm dư hay làm thêm được khoảng nào được khoảng chừng 2-3 triệu một tháng nữa thì mới được chứ. Còn không được nữa thôi, đợi em phê quá rồi. 2-3 triệu một tháng là ok. Ok, thoải mái đúng không? Rồi sẽ vẽ cho em bài toán 2-3 triệu một tháng chắc chắn luôn. Rồi ok, qua bên đây bây giờ là 15 triệu đúng không? Em trả trước 4,5 triệu cho anh. Em trả trước 4,5 triệu cho anh. 4,5 triệu này không cần trả một lần nên nhớ như vậy. Ok rồi, xong rồi mỗi tháng em trả cho anh 2 triệu, phù hợp với em rồi. Mà ví dụ như giờ anh nãy mới nói thêm 2-3 triệu một tháng, rồi bây giờ mỗi tháng em đã trả cho anh 2 triệu rồi, tiền anh muốn thì em đã dành cho gym bằng có phí và dành cho tiền ăn đúng không? Thì mới dành cho gym chứ em đâu thể nào nói là giờ em ăn mì gói, em chạy cơm từng bữa, rồi em ở nhà trọ thuê, rồi giờ em muốn đến với gym thay đổi cuộc đời. Em đi học đại học em cũng phải tốn tiền đúng không? Bây giờ em nói thằng em là cái thằng sửa xe VinFast đi chăng nữa
thì em cũng phải tốn tiền để đi học, người ta mới dạy cho em, đúng không? Thì cái đó là cái đầu tư mà em gọi là đầu tư cho nghề nghiệp, còn huống hồ đây đầu tư cho sức khỏe. Em làm nhân viên văn phòng chứ không phải em sĩ nghiệp. Anh ví dụ tức là em làm nhân viên văn phòng thì cũng phải trải qua quá trình tập luyện, quá trình học trong trường, trong lớp này nọ kia ra, rồi thử việc lương này nọ ABC, nó mới ra được cái chức vụ của em, mới ra được cái cương vị của em. Và sim nó cũng vậy, nó có đầu tư chứ. Thôi suy nghĩ làm cái gì nữa, người như em anh gặp rất là nhiều. Và cái bài toán anh tính là bài toán tính cho hàng ngàn người khác đến với gym. Hoàn cảnh họ cũng ná như em thôi, thậm chí khổ hơn em nữa mà họ vẫn vượt qua được. Thì ở em có gì đâu khó. Bây giờ anh đã đưa cho em cái gói là bây giờ trước là 4,5 triệu, sau là 2 triệu. Nó phù hợp với em rồi. Mỗi tháng là em đóng 2 triệu. Đúng. Đóng 2 triệu phải đóng hoài. Mà đóng chừng 6 tháng là hết. Đóng 6 tháng thôi chứ đóng hoài vậy tính ra là mắc chứ đâu phải là như anh nói là 13k. Rồi cái gói tổng là 15 triệu. Ok. Và em đã mà 4,5 triệu này bây giờ thí dụ như em có cách nào em đóng được 2 triệu luôn không? Không có chứ. Bây giờ thí dụ như bây giờ cái gì bao giờ lần đầu tiên khó khăn đúng không? Đúng đúng. Ví dụ em quen bộ bạn gái thì lần đầu tiên nó phải khó khăn. Thì bây giờ là lần đầu tiên em đóng cho anh 2 triệu. Xong rồi 10 ngày sau em đóng cho em 2,5 triệu nữa. Đó, coi như cái khó khăn lần đầu tiên đi. Thì vượt qua được khó khăn này nó trở về vấn đề này. Thì 6 tháng sau em không cần quan tâm tới chuyện tiền bạc phí gym nữa. Mà anh chỉ quan tâm tới tiền ăn, tiền uống gì đó của em thôi. Đó. Nó là theo một cơ chế win-win, nó phù hợp cho trung tâm của anh và nó phù hợp cho những người có thu nhập văn phòng như em. Vậy nếu mà bây giờ em đóng tới 6 tháng à. Em đóng 6 tháng là coi như em đã đóng xong cái gói. Đúng. 3 năm của em rồi. Đúng. Rồi sau cái khoảng thời gian 6 tháng đó mà em không tập ở đây nữa thì sao? Không tập ở đây có hai lý do. Một là em chán em không tập nữa. Em chán không tập nữa thì em mất tiền. Cái đó là em không cam kết, em nghiêm túc với người em. Đó là em phải trả giá cho cái sự hồi hộp của em ngày hôm nay. Đó, và cái thứ hai em nói mà em bận lý do đột xuất em đi công tác ngoài Hải Phòng để thăm trụ sở VinFast gì ngoài đó đó 2 tháng gì đó, anh bảo lưu cho em có được bảo lưu. Bảo lưu mấy lần anh? Bảo lưu cho em 2-3 lần luôn. Nói chung là chắc ăn là thí dụ như chừng nào chỉ là lý do là tại em chán không tập. Đúng, cái đó là em phải chịu trách nhiệm thôi. Ừ đúng, chính xác. Anh không thích những người đàn ông mà gọi em là có cái suy nghĩ đó. Đúng, chính xác. Rồi thí dụ như bên anh đóng cửa thì sao? Bên anh đóng cửa anh hoàn tiền cho em chứ làm gì mặt bằng của sếp anh sổ đỏ sổ hồng nó quăng mạng đùng đùng hết rồi đóng cái gì đó mà niềm tin nó đóng nó chết nó luôn. Đúng không? Nó đóng nó chết nó luôn chứ bây giờ ông một cái business này em nghĩ coi cho thuê không là 300 triệu rồi. Bây giờ nó đóng lấy 300 triệu nó ăn. Nên cái chuyện đóng cửa là không bao giờ có to gì. Em biết tại vì em thấy mấy trung tâm khác thì cái vụ mà đóng mấy gói dài hạn này đó. Cái tập được tháng 2 tháng nó đóng cửa luôn. Thì đúng chính xác. Cái chuyện đó là chuyện của người ta mà anh đối thủ của nó nên đó là thế mạnh của anh. Đó, nãy giờ anh tư vấn với em là trên góc độ mà gọi là chia sẻ. Chứ anh không phải làm sale. Tất cả những vấn đề này nó anh chia sẻ cho em để anh chọn có phù hợp. Tại vì anh có kinh nghiệm về cuộc sống, anh có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà anh gặp rất là nhiều khách hàng giống em rồi. Đó nên những cái điều lo ngại của em, anh đã gặp 1000 khách hàng trước đây người ta cũng lo ngại giống em. Đó nên anh giải quyết được bài toán này là thỏa đáng. Giờ thí dụ như em, anh hỗ trợ em thêm chút xíu đó. Thí dụ như bây giờ tổng cái gói này có cách nào kéo dài để hơn 6 tháng không? Được, nhưng mà lúc đó nó sẽ phát sinh cái lãi nhẹ. Em hiểu không? Tức là bây giờ nó thẳng ra đó là cái này là vay tín dụng. Đúng không? Nó vay tín dụng á, khi mà 6 tháng nó áp vô cho em là lãi trung hạn, ngắn hạn, còn trên 6 tháng nó áp lãi trung hạn đó là của ngân hàng nhà nước. Đúng không? Được, vẫn được. Cái này là đang là em đang quẹt thẻ hả? Quẹt thẻ, anh dùng cái chữ vay tín dụng thì em có thể là quẹt thẻ, em có thể xài Master Visa hoặc là em có thể vay một tổ chức tín dụng hợp pháp của nhà nước. Đó, như là vậy là cũng có tốt lãi chứ. Thì đương nhiên tốt lãi rồi chứ. Nó tổng số này anh tính cho em là có lãi chưa? Có lãi 2.2%. Wow. Và cái số này cộng thêm 2.2%. Không. Anh đã tính ở đây luôn rồi, anh đã tính một gói cuối cho em rồi. Đúng không? Lãi 2.2% là win so với em. Bây giờ nói cho em nè, cái vay tiêu dùng và vay tín dụng, vay dịch vụ là cái chuyện đó bình thường trong xã hội. Mẹ thằng Mỹ nó còn vay mua nhà 30 năm kìa, nó vay mua xe cũng 10 năm kìa. Nó lãi tín dụng ngập đầu đó kìa. Mà suốt cuộc đời này nền kinh tế Việt Nam là bằng được Mỹ chưa? Mỹ nó sống như đó. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi, nó lạ so với em, thôi đâu phải lạ so với thế giới. Cái gói này có dễ vay không? Trời đất ơi, không được trả tiền cho em. Anh đối tác lớn mà. Khách hàng vô BBT, vô TH là cái đối tác lớn, giữ cái một. Đó, mà anh đã bao hàm hết tất cả những rủi ro của em hết. Tất cả rủi ro anh chia sẻ cho anh không bán. Anh ghét những màn mà miệng mà múa mép mà nó không làm được vấn đề. Em chỉ cần cái đề quan trọng. Nếu mà anh chọn gói 6 tháng thì cái khoảng 1,9 triệu này là quan trọng. Hiểu không? Quan trọng em cố gắng thà mình mượn ở ngoài, tháng đó mình kẹt quá mình mượn ngoài hay là mình làm gì đó, mình trả được cái này là xong. Mình trả được cái này là xong, không có đề gì hết. Thì sau 6 tháng đó mình bắt đầu mình gói nhiều lại mấy cái này đúng không?
sao tháng có ngược lại là mấy này là sao? Ý là thí dụ như bây giờ tháng này em có được 1,5 triệu à, cái em mượn đâu 400 nữa, cái đợi tới tháng thứ 7 em kiếm 400 em trả lại cho anh. À đúng, chuyện đó chuyện bình thường. Chuyện đó chuyện bình thường. Từ tháng thứ 7 là em chống được, em bỏ được khoản này ra rồi. Chính xác. Trong vòng 6 tháng thôi. Còn em trả trước càng tốt. Ví dụ tháng sau trúng lô xe nào tới nó biêu biêu này nọ kia hay là làm văn phòng tăng ca gì đó, ok thì khỏe. Nhưng mà tại sao đưa về cái này? Tại đưa về này cũng có lợi, nó có 13.000 ca một ngày thôi, bây giờ một tháng 1 triệu em tập cũng được nữa, đúng không? Em đưa 1 tháng 1 triệu cho anh cầm 1 tháng 1 triệu của em, nhưng mà giữa hai người đàn ông cần làm chuyện đó không? Không, em không cảm thấy mệt, mà anh cũng cảm thấy mệt, tốn thời gian quản lý này nọ kia nó cũng chả có lợi cho em. 1 triệu một tháng, đúng không? 1 triệu thì một ngày là 30k, so với một ngày 13k anh chọn nào? Nó lãi quá nhiều. Cái này chỉ có 2% thôi, 2,2%, còn cái từ 13k lên này em nhân coi nhiêu phần trăm, đúng không? Nó 200+% luôn em, nó 200+% luôn. Ai đi làm chuyện này, đúng không? Nếu mà làm chuyện này thì nó không theo quy trình, anh cũng không có tốn thời gian 15-20 phút lên trên kia với em mà cũng giới thiệu em tất cả thứ, mà em cũng không bỏ thời gian đây ngồi nghe anh tư vấn đó. Nên anh đưa cho em về một cái là hợp lý nhất, mà nó phù hợp với em anh mới đưa. Anh không bao giờ đưa một cái mà khách không phù hợp với em, anh đưa làm gì, nó đâu có được gì đâu. Rồi bây giờ thí dụ như giờ ký hợp đồng thì em cần hồ sơ gì để làm cái này á? Cái hồ sơ này đúng không? Cái hồ sơ bây giờ là bây giờ em có 4,5 triệu thì em trả trước phần 4,5 triệu của em. Không có 4,5 triệu em cọc 2 triệu đó, hoặc 1 triệu cũng được đó, em cọc nhiêu cũng được đó. Rồi em cọc để đây, rồi ngày mai em tới em tập đó thì em chụp hình chứng minh dân, rồi ok chứng minh nhân dân với số điện thoại đó, anh sẽ làm hồ sơ cho chị chuyển qua một phần tín dụng, lo vấn đề này đó. Nó duyệt hồ sơ nhanh lắm, trong vòng ngày có à. Cái này nếu mà em trả đúng chính xác là không có phát sinh gì đúng không? Chắc chắn, em yên tâm đi, anh công ty lớn nằm đây này nọ gì, đâu có gì một cái gói 15 triệu của em đúng không? Ví dụ 15 triệu của em mà nó sai những lời nói rồi này nọ, bóc phốt rồi tùm lừa dưa hết, nó lỗ hơn 15 triệu nữa. Nó cái này nó bình thường, nó rất là nhiều người, rất là nhiều trường hợp, thậm chí 70 triệu, nói chung 100 triệu quay đầu thì người ta thường sử dụng cái này. Tại vì không ai có được cái lượng tiền mặt lớn đó, mà người ta phải trải qua hàng tháng, hàng tháng họ mới có. Rồi bây giờ có 500 đặt trước, mai em quay lại. Rồi được luôn, em lấy hồ sơ tôi ra đặt cọc 500 cho anh cây này. Em chỉ có 500 ngàn nữa. Tại vì sáng đi làm cầm. Không sao, trời ơi, chuyện đó chuyện bình thường em ơi. Đúng không, mình gặp nhau là cái duyên. Mình đến được hết với nhau trong gói 3 năm là cái nợ. Thấy không? Nhưng mà cái này là cái nợ giữa trung tâm với em à, anh thích cái nợ đó. Rồi vậy chốt kèo nha, mấy em làm quy trình đi. Chứ anh quay video nhiều quá nó hết pin. Rồi được rồi. Hay thì mua sub đi ba. Lái xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài.